Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức nóng của chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận những video khám phá bí ẩn vũ trụ, những tin tức nóng được cập nhật liên tục. Giải mã bí ẩn con số 666 của quỷ Satan. Người phương Tây sợ con số 666 vì họ cho đó là dấu ấn kinh khủng của quỷ Satan. Không chỉ vậy, con số này còn gắn liền với một số sự việc trùng hợp ngẫu nhiên, kỳ lạ, dấu ấn của quỷ Satan. Không chỉ các quốc gia phương Tây mà một số quốc gia khác trên thế giới cũng rất sợ con số 666. Con số đáng sợ này xuất hiện ở trong quyển cuối cùng của Bộ Kinh Tân Ước hay còn gọi là Sách Khải Huyền. Nó được coi là dấu ấn hiện thân của quỷ Satan. Do đó, con số 666 là biểu tượng của sự không hoàn hảo đối lập với con số 7, dấu ấn của Chúa Trời. Nhưng con số của Chúa Trời được cho là hoàn hảo bởi vì một tuần có 7 ngày, 7 lưỡi lửa, 7 linh hồn. Ngoài ra, con số 666 còn được cho là hiện thân của con rắn thuộc quỷ Satan, loài vật đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Chính vì hai con người trần thế lén ăn vụng trái cấm nên Chúa đã nổi giận đuổi họ khỏi vườn địa đàng rồi đày người đàn ông xuống trần gian. Vì vậy, người ta cho rằng con số 666 có khả năng là biểu tượng của sự cám dỗ, khiến con người lầm đường lạc lối và phạm phải những sai lầm khủng khiếp khó cứu vãn tình thế. Theo một truyền thuyết cổ khác, nếu đem cộng 3 con số 6 sẽ ra 18, con số này tượng trưng cho 18 trinh nữ hay còn được gọi là những thiên thần đồng trinh được dâng lên trong những lễ tế quỷ Satan. Những người tin theo truyền thuyết này cho rằng, nếu họ tìm được đủ 18 trinh nữ và thực hiện việc tế lễ theo đúng phong tục thì quỷ Satan sẽ trở về từ địa ngục. Nhiều hiện tượng kỳ lạ liên quan tới con số 666. Nhiều người đã tin rằng nhân loại đã gặp may khi tai họa không ập đến trong ngày 6 tháng 6 năm 2006 bởi xác suất không chuẩn tính theo chu kỳ 666 ngày. Trong khi đó, có một số sự kiện kinh hoàng của nhân loại rơi đúng vào chu kỳ 666 ngày. Cụ thể, nếu tính từ ngày 1 tháng 8 năm 1914, thời điểm bùng nổ Thế chiến thứ nhất, thế giới xảy ra những sự kiện đặc biệt xảy ra với xác suất cộng trừ vài tuần lễ. Nếu lấy 5x666 sẽ ra thời điểm là tháng 9 năm 1923. Tại thời điểm đó, trận động đất mạnh 8,9 độ Richter tàn phá một khu vực lớn ở Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra. Thảm họa kinh hoàng này xảy ra vào đúng vào ngày 1 tháng 9. Nếu lấy 11x666 sẽ ra thời điểm là tháng 12 năm 1941. Theo lịch sử, Nhật tấn công Trân Châu Cảng gây thiệt hại nặng nề cho Hải quân Mỹ vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Sự kiện này đánh dấu thời điểm Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu lấy 17666 sẽ ra thời điểm là tháng 8 năm 1945. Vào ngày 6 tháng 8, Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản gây ra thảm họa hạt nhân đầu tiên trong lịch sử. Nếu lấy 34x666 sẽ ra thời điểm tháng 8 năm 1976. Mốc thời gian này đánh dấu sự bùng phát của một loạt thảm họa như bệnh Ebola ở châu Phi và xảy ra trận động đất lớn nhất thế kỷ ở Trung Quốc vào ngày 28 tháng 7. Trong thế giới tự nhiên cũng có những dãy số 666 đáng chú ý như nguyên tử carbon, thành phần cơ bản của sự sống, gồm có 6 hạt proton, 6 hạt neutron và 6 hạt electron, hay C6H6O6 cũng là một chất kịch độc. Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và phu nhân Nancy tin vào sự xui xẻo của dãy số 666. Ngôi nhà của vợ chồng ông ở bang California mang số 666. Khi về hưu, ông bà Reagan yêu cầu chính quyền đổi thành số 668. Cái chuyện mê tín này không hiểu có phải bắt nguồn từ nguyên nhân sau đây. Tên đầy đủ của ông là Ronald Quinson Reagan mà tên đầu, tên lót và tên cuối, tên nào cũng gồm 6 chữ cái. Đặc biệt, một công trình nổi tiếng của Ai Cập còn được coi là hiện thân của quỷ Satan vì nó có những điểm tương đồng với con số 666. Đó là kim tự tháp kính Louvre. Người dân đồn thổi, công trình này được xây dựng cho quỷ bởi nó được tạo thành từ 666 miếng kính. Lý giải của khoa học. Mặc dù có rất nhiều học thuyết và bằng chứng đáng sợ liên quan tới quỷ dữ và những bí ẩn xung quanh con số 666, song các nhà khoa học hiện đại đều khẳng định đây là mê tín dị đoan và hoàn toàn không tồn tại con số của quỷ. Giáo sư khoa nhân chủng học thuộc Đại học Khoa học và Mỹ thuật Philip Stevens cho biết, Khải Huyền là một cuốn sách phức tạp và khó hiểu. Các học giả đã tìm thấy nhiều con quỷ xuất hiện trong chương 13 và nhiều chương khác của cuốn sách cổ đó. Ngay cả những cụm từ ám chỉ con quỷ trong sách Khải Huyền đề cập đến rất nhiều loại quỷ khác nhau, không cứ gì chỉ có mỗi Satan. Chính vì vẻ huyền bí của nó mà có người tin, có người lại cho đó chỉ là cho bịp bợm. Những người tin thì thường kiêng khem những ngày rơi đúng vào chu kỳ 666, hoặc không chọn những con số đó làm số nhà, biển số xe, thậm chí có người còn kiêng không sinh nở vào những ngày đó vì lo sợ sẽ sinh ra một đứa con là hiện thân của quỷ. Một số người thậm chí cố né tránh số 666 như một cách để thoát khỏi việc mê tín dị đoan. Sự sợ hãi về con số này được gọi là hội chứng sợ con số 666. Tháng 11 năm 2013, Cody Tucker, một vận động viên xuyên quốc gia tại trường trung học Whitley County, Kentucky, Mỹ, đã từ chối tham dự giải vô địch quốc gia chỉ vì có số thứ tự là 666.
Các đầu máy ACS 64 của Siemens của Amtrak được đánh số từ 600 đến 665 và 667 đến 670, bỏ qua số 666. Các bộ vi xử lý bán dẫn được sản xuất trong những ngày đầu của máy tính cá nhân cũng tránh con số 666. Trong giai đoạn tiến bộ của việc phát triển tốc độ xử lý, nhiều bộ vi xử lý như Intel Pentium III được niêm yết tốc độ 667 MHz thay vì thông số bình thường là 666 MHz. Bí ẩn sau nỗi ám ảnh ba con số 3, 6, 9 của thiên tài Nikola Tesla. Được mệnh danh là nhà bác học điên thiên tài, Nikola Tesla đã có những sáng tạo vĩ đại và cũng điên rồ nhất trong lịch sử. Nếu bạn là một thiên tài, bạn sẽ có xu hướng nhận thấy những điều mà người khác bỏ qua. Trong lịch sử, nhà bác học Nikola Tesla có lẽ là một minh chứng điển hình. Ông từng có những hình dung về tiềm năng của điện vượt xa những nhà khoa học sống cùng thời. Bên cạnh những ý tưởng táo bạo thể hiện tầm nhìn rộng lớn trong lĩnh vực vật lý, Tesla cũng là một thiên tài toán học. Một trong những bí ẩn nổi tiếng gắn liền với Nikola Tesla là nỗi ám ảnh về ba con số 3, 6, 9, đồng thời cho rằng chúng là chìa khóa để mở ra vũ trụ. Phía sau tâm trí điên rồ của Tesla, theo lý giải của Ozak S. Internesting, ba con số này dường như có liên quan đến một mô hình toán học và thậm chí gắn liền với cả lịch sử loài người. Nó giống như cách chúng ta bắt đầu từ số 1, sau đó lần lượt gấp đôi những số tiếp theo, sẽ được một dãy số như 1, 2, 4, 8, 16. Nhà khoa học Marco Rô đang tin rằng chúng đại diện cho một trường thông lượng hay một vạch tố từ chiều thứ 3 và thứ 4. Ba con số cũng thường xuyên xuất hiện trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là số 3. Thí dụ như kim tự tháp với các mặt hình tam giác, thuyết ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong Kitô giáo. Bản thân Tesla cũng từng tuyên bố bộ ba năng lượng, tần số và rung động chứa đựng những bí mật của vũ trụ. Trong cuộc sống hàng ngày, Tesla cũng thể hiện nỗi ám ảnh của mình theo nhiều cách. Ông thường đi bộ ba vòng quanh tòa nhà trước khi bước vào bên trong, rửa bát bằng 18 chiếc khăn, 18 chia hết cho 3, 6 và 9. Nỗi ám ảnh của Tesla còn được thể hiện theo những cách đáng sợ, điển hình như ông chỉ ở các phòng khách sạn có số chia hết cho 3. Vì tính cách lập dị và những tuyên bố kỳ lạ và khó tin về sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên lúc cuối đời. Trong những tháng ngày cuối đời, Tesla liên tục chuyển qua lại ở những phòng trọ giá rẻ, để rồi người ta tìm thấy ông qua đời tại căn phòng số 3327. Lý thuyết 3, 6, 9 của Tesla vẫn có sức sống tới tận ngày nay. Ví dụ như trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một số người dùng cố gắng đạt được ước mơ của họ bằng cách viết ra những điều họ muốn 3 lần vào buổi sáng, 6 lần vào buổi chiều và 9 lần vào buổi tối. Điều này có thể khác xa những gì Tesla hình dung về ý nghĩa của ba con số trên, nhưng đó là bằng chứng cho thấy những ý tưởng của ông không hề mờ nhạt theo thời gian. Hệ số 12 và cơ hội tạo ra cuộc cách mạng trong toán học. Tesla thậm chí còn đưa ra một phương pháp hệ số độc đáo gọi là bản đồ xoắn ốc phép nhân toán học. Sơ đồ rất trực quan, cho phép người xem nhìn thấy làm thế nào mà những con số tương tác lẫn nhau trên hình xoắn ốc dựa trên 12 vị trí và mở rộng cho bội của 12. Bản thân số 12 cũng có nhiều sự liên quan gắn với cuộc sống đời thường, như đồng hồ có 12 số, một năm có 12 tháng, 12 inch bằng 1 phút. Các nhà khoa học sau này phát hiện ra đây không chỉ khảo sát phép nhân như một mạng xen lẫn, mà còn cho thấy cái nhìn trực quan bao hàm cách mà những con số được sắp xếp trong 12 vị trí của mạng. Dựa trên lý thuyết này, một số nhà khoa học cho rằng phương pháp của Tesla nếu được ứng dụng, thậm chí có thể thay thế những hệ cơ số cơ bản như cơ số 10 và tạo ra một cuộc cách mạng trong toán học. Một điều thú vị là biểu đồ xoắn ốc này được Tesla công bố ngày 12 tháng 12 năm 1912. Điều này cho thấy có lẽ hệ đếm cơ số 12 chính là hệ thống ưa thích mà thiên tài Tesla đã sử dụng trong cuộc đời nghiên cứu của mình. Nikola Tesla ngày 10 tháng 7 năm 1856 đến ngày 7 tháng 1 năm 1943 là một nhà phát minh, kỹ sư điện và kỹ sư cơ khí người Mỹ gốc Serbia. Ông theo chủ nghĩa vị lai và được xem là một trong những nhà khoa học sáng tạo và điên rồ nhất trong lịch sử. Tất cả các thiết kế của ông, khoảng 300 trong số đó được cấp bằng sáng chế, đều hướng tới tương lai và đó là lý do mọi người gọi ông là nhà phát minh ra thế kỷ 20. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.